Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Làng Tre Phú An tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Đây được xem là trung tâm bảo tồn tre lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI sẽ tạo nền tảng, cơ sở chính trị vững chắc, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả làm việc của người lao động và chất lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khu phân lô tự phát đã và đang gây ra nhiều vấn đề về quy hoạch đô thị, môi trường, an ninh trật tự và đời sống. Do đó, việc chỉnh trang đang là vấn đề bức thiết được tỉnh Bình Dương đặt ra trong thời gian tới. Tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng. Xin chào quý vị khán giả, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tối nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 5. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Làng Tre Phú An đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và phát triển. Đến dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Joshua Charlie Robert, Phó Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên tại các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làng tre Phú An được tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh sáng lập từ năm 1999 và chính thức được Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Làng tre Phú An trực thuộc trường từ năm 2008. Đây được xem là trung tâm bảo tồn tre lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. Sau khi đi vào hoạt động, Làng tre Phú An đã được trao giải thưởng xích đạo của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP về bảo vệ đa dạng sinh học, phục vụ cho phát triển cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2010 và danh hiệu vườn thực vật nổi tiếng Pháp năm 2016. Làng tre Phú An là nơi sưu tầm, bảo tồn và nghiên cứu phát triển nguồn gen tre Việt Nam, đưa danh mục tre Việt Nam vào danh mục tre thế giới và nghiên cứu ứng dụng để tạo những vật liệu thân thiện môi trường từ tre cho kiến trúc xanh qua những chương trình nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các chương trình hợp tác với Pháp như MIRA, SEP, SEP 2D, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Đặc biệt, làng tre Phú An đã giáo dục cho hơn 60.000 trẻ con về kỹ năng sống, yêu mến thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Theo định hướng, Bình Dương sẽ ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, sử dụng ít lao động và đạt giá trị gia tăng cao. Đến nay, Bình Dương đang thu hút 4.094 dự án có hiệu lực với tổng vốn khoảng 41 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch năm 2024, Bình Dương dự kiến thu hút khoảng 1,8 tỷ đô la vốn FDI, riêng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phấn đấu thu hút 1,2 đến 1,3 tỷ đô la Mỹ và từ 1.100 đến 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Trước khi cấp phép đầu tư, các cơ quan chức năng chú trọng việc chọn lọc, thẩm định tính khả thi của dự án, đánh giá năng lực tài chính, uy tín của nhà đầu tư, đồng thời kiên quyết từ chối những dự án không chất lượng, không phù hợp với định hướng của tỉnh. Cũng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Bình Dương di dời doanh nghiệp khu công nghiệp phía Nam lên phía Bắc của tỉnh nhằm tạo không gian phát triển thương mại dịch vụ cho các địa phương phía Nam. Chi bộ V-Ship 1 thuộc Đảng bộ Khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai đoàn viên ưu tú là thanh niên công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp. Hai thanh niên công nhân được kết nạp hiện đang làm việc tại công ty Wonderful Saigon Electric. Đây là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện điện tử với hơn 2.000 công nhân lao động. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự thủ tục của điều lệ và hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của cấp ủy đảng viên chi bộ, đồng chí Phan Thị Hoa và Lê Thị Thu Nhung đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời hứa quyết tâm tiếp tục phấn đấu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và doanh nghiệp là tấm gương sáng để đoàn viên đồng nghiệp noi theo. Tôi luôn hiểu được ý nghĩa của việc vào đảng và trong quá trình công tác và tôi luôn rèn luyện và phấn đấu để mình có thể được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn nữa để xứng đáng là một người đảng viên Đảng Cộng sản. Hôm nay mà được kết nạp đảng thì mình cảm thấy mình được giống như là trưởng thành hơn, rồi nghiêm túc hơn và cố gắng để hoàn thiện con người của mình hơn. Đảng ủy V-Ship
cùng cấp ủy chi bộ VISIP 1 chúc mừng và mong muốn hai đảng viên mới tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, vượt qua thời gian thử thách để trở thành đảng viên chính thức trong thời gian tới. Năm 2024, đảng bộ VISIP đề ra mục tiêu phát triển 20 đảng viên mới. Đến nay, đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới. Chúng tôi phát động những cái phong trào thi đua trong công nhân lao động, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thì như vậy chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều cái gương điển hình, rồi là cũng như là trong thông qua những cái hoạt động công đoàn mà tổ chức phong trào văn hóa và nghề thể dục thể thao, thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái gương cán bộ công đoàn mà năng nổ trong hoạt động. Thì từ đó chúng ta sẽ tiếp cận và tuyên truyền để các bạn hiểu, và chúng ta định hướng cho các bạn để các bạn vào đảng. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI sẽ tạo nền tảng cơ sở chính trị vững chắc, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả làm việc của người lao động và chất lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời xây dựng mối đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh Bình Dương. Sau một tiếng giao dịch buổi sáng ngày 11 tháng 5, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng một lượng, nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn 91 triệu đồng một lượng. Sáng nay, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, trong khi giá vàng thế giới vẫn đứng im ở mức 2.360 đô la một ounce. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Thông báo nêu rõ, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ, quy định pháp luật về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5 năm 2024, không để chậm trễ hơn nữa. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, nỗ lực của cơ quan quản lý, hệ thống các công trình nước sạch đã về đến các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 35 hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng kỹ thuật thoát nước, trong đó cấp tỉnh quản lý 9 công trình, cấp huyện quản lý 26 công trình. Hàng năm các công trình đều được các đơn vị quản lý đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nạo vét, khai thông dòng chảy, đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Thời gian qua, Trung tâm Đầu tư Khai thác Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp 11 dự án nước sạch nông thôn tại 3 huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên. Hiện nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn. Đơn vị hiện quản lý vận hành 31 công trình, cung cấp nước cho 30 trên 41 xã. Công ty cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương cung cấp nước cho 11 trên 41 xã. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia là 97,47%, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2023. Thấu hiểu sự vất vả lo toan trong cuộc sống của người nghèo, của những hoàn cảnh khó khăn và sẽ chia kịp thời khó khăn ấy, phiên chợ không đồng được Hội Chữ Thập Đỏ các cấp trong tỉnh Bình Dương tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ người dân khó khăn về nhiều mặt trong cuộc sống. Cũng là đi chợ, nhưng nét rất riêng ở những phiên chợ không đồng do Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp tổ chức là hàng hóa được mua với giá không đồng và chỉ dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó là người nghèo, người khuyết tật, công nhân, lao động tự do, người bán vé số lẻ, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Mỗi phiếu mua hàng miễn phí trị giá từ 550.000 đồng đến trên 2 triệu đồng đã hỗ trợ người dân nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Từ 33 phiên chợ không đồng được Hội Chữ Thập Đỏ các cấp trong tỉnh tổ chức từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ hơn 10.000 phiếu mua hàng miễn phí trị giá gần 6 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Các mặt hàng tiêu dùng được người nghèo mang về mang cả niềm vui từ sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ và cộng đồng để cuộc sống người nghèo ngày thêm đủ đầy hơn. Thường thường đi chợ mua giỏi lắm, miếng thịt với lại rau bột ngọt là thôi, chứ không mua đầy đủ như vậy. Thấy vui quá trời đó, lại có cái quà này hả, rồi cũng đợi thêm thương cho gia đình với mấy hai ba người của người già nữa đó, người ta mừng lắm. Cảm ơn rất nhiều về những cái hoạt động như vậy, đã bổ ích nhiều, giúp cho bà con mình được cũng bớt khổ. Để có được phiên chợ không đồng đầy đủ, phong phú mặt hàng,
trao gửi đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, luôn có sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia, các nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ nguồn lực, gồm kinh phí và hàng hóa, để đem đến những phần quà ý nghĩa thiết thực cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đóng góp vào các phiên chợ không đồng dành cho bà con, đó là mình vận động những bà con Phật tử ở trong chùa để hưởng ứng cái phiên chợ không đồng này. Mô hình chợ không đồng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và các cấp hội duy trì tổ chức thường xuyên đã giúp đỡ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, qua đó lan tỏa ngày càng sâu rộng phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, chan chứa niềm yêu thương và thấm đượm nghĩa tình, cùng chung tay chăm lo người nghèo có cuộc sống tốt hơn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vừa thực hiện mua thành công 415.782 quả lọc thận, trị giá gần 18 tỷ đồng, phục vụ người bệnh và đã thực hiện đấu thầu thành công gói thầu vật tư y tế tiêu hao với trị giá gần 25 tỷ. Qua nhiều nỗ lực của lãnh đạo bệnh viện đã sớm đấu thầu thành công gói thầu trên để phục vụ nhu cầu chạy thận của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương và khu vực lân cận và sử dụng trong một năm. Cùng với đó, khoa cũng được trang bị và đầu tư hệ thống trang thiết bị với 50 máy chạy thận nhân tạo, phòng xử lý nước RO hiện đại cho lọc máu, hệ thống monitor theo dõi. Về gói thầu vật tư y tế tiêu hao với trị giá gần 25 tỷ, hiện tại các vật tư y tế cần thiết phục vụ bệnh nhân gần như đã có đầy đủ và sẽ thực hiện cung cấp cho các khoa sử dụng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục nỗ lực duy trì và bảo đảm tốt các hoạt động của bệnh viện nói chung, để nhanh công tác mua sắm, đấu thầu nói riêng, hướng đến mục tiêu chung là mang đến chất lượng y tế tốt nhất, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình điều trị. Người đã tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu do nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu chỉ xuất hiện trong 3-42 ngày sau tiêm. Đây là khuyến cáo mà Bộ Y tế vừa đưa ra. Trước đó, các chuyên gia cũng đánh giá huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu liên quan đến vaccine AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm. Tại Việt Nam, vaccine AstraZeneca được Bộ Y tế cấp phép sử dụng có điều kiện từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Đây là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được Việt Nam nhập khẩu và triển khai tiêm chủng. Vaccine này hiện là một trong những vaccine được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, do hơn 170 quốc gia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp và hơn 2 tỷ liều đã được tiêm chủng toàn cầu. Đến bây giờ, theo cái nghiên cứu thì cái rủi ro mà cục máu đông và cái giảm tiểu cầu đó thì nó đã qua rồi, bởi vì chúng ta tiêm đến nay là hầu hết là đã trên một năm rồi. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là người dân cũng không nên lo lắng quá, và cũng có một số trường hợp là nói rằng phải đi xét nghiệm rồi vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần thiết phải làm những cái xét nghiệm theo những cái gọi là tin đồn của trong cộng đồng. Sau 21 ngày là chúng ta gần như không còn phát hiện ra bất cứ một cái trường hợp nào bất thường cả. Chúng ta đã hoàn thành cái chiến dịch đó một cách an toàn và hiệu quả, và cho đến giờ phút này, suốt từ tháng 7 năm 2023 là chúng ta không có triển khai thêm bất cứ một liều AstraZeneca nào nữa. Thì từ đó đến nay đã quá dài so với cả cái khoảng thời gian mà chúng ta lo ngại. Vì vậy cho nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm và không phải băn khoăn gì. Quá trình tiêm chủng diễn ra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển. Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 266 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 5 tuổi trở lên, trong đó có 70 triệu liều vaccine AstraZeneca. Kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo quy định, cả nước có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, số thí sinh tự do đăng ký dự thi là hơn 45.000. Tại tỉnh Bình Dương có trên 15.400 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 289 thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp, 14.400 thí sinh vừa đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trong thời gian đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động ổn định, bảo đảm cho thí sinh đăng ký thuận lợi, thành công.
từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường nơi thí sinh đăng ký dự thi thực hiện rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của các thí sinh nếu có sai sót. Chậm nhất ngày 20 tháng 5 năm 2024, các đơn vị hoàn thành việc in danh sách thí sinh đã đăng ký trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu danh sách, sau đó tiến hành kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh, kết thúc chậm nhất vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Đối với thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý kiểm tra lại thông tin kỹ lưỡng trước khi ký xác nhận vào phiếu và danh sách để hoàn tất việc đăng ký. Khi mà căng tin tại tất cả trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị đóng cửa từ đầu năm học đến nay, thì việc ăn uống trước cổng trường học của học sinh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, thời gian gần đây, liên tục những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có cả học sinh, càng khiến phụ huynh lo lắng, băn khoăn. Vậy nên cần sớm có những biện pháp quyết liệt để giải quyết nguy cơ mất an toàn thực phẩm trước cổng trường. Dù rất nhiều cảnh báo nhắc nhở đã được đưa ra, nhưng các em học sinh vẫn vô tư mua đồ ăn thức uống trên những chiếc xe lưu động gánh hàng rong trước cổng trường. Những chiếc xe thường chỉ xuất hiện trước giờ học sinh vào học hoặc lúc chuẩn bị tan trường, gây khó khăn cho công tác quản lý. Trên xe có phong phú món ăn nhanh để thu hút học sinh. Điểm chung của những mặt hàng này là giá thành rẻ, màu sắc bắt mắt, đa dạng về chủng loại và trôi nổi về chất lượng. Nguy cơ bị ngộ độc khi các em ăn uống những thực phẩm này là rất lớn. Chưa kể đến việc đối tượng xấu có thể lợi dụng để bỏ chất lạ gây nghiện vào đồ ăn thức uống thì càng đáng sợ hơn. Vấn đề mà kiểm soát được những cái hàng hóa ở bên ngoài thì bản thân nhà trường thì không có chức năng làm nhiệm vụ đó. Và cái nhu cầu của các em thì nó cần phải ăn và uống. Thì điều này nhà trường cũng thấy nhưng mà không làm cách nào được. Có một vụ trường hợp mà học sinh đi học là mua trà sữa đó. Nhưng mà trà sữa uống vô vậy là bị ngộ độc. Mà chúng tôi phát hiện kịp thời mà đưa vào trạm xá cấp cứu. Ở chúng ta thấy rõ ràng nếu mà bán bên ngoài vậy đó là chắc chắn không đảm bảo được vệ sinh, chắc chắn bụi bặm đủ thứ cái luôn, mà nguồn gốc tất cả mình không thể kiểm soát được. Bình Dương đang xây dựng trường học thông minh, hạnh phúc. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường cần cung cấp đầy đủ những dịch vụ thiết yếu cho học sinh, trong đó có nhu cầu ăn uống an toàn, lành mạnh. Muốn là nhà trường mình có một chỗ canteen để bán đồ ăn, cung cấp năng lượng cho tụi con. Mong là trường sẽ có các tủ đồ ăn, nước uống để tụi con mua, không có cần phải mua ở bên ngoài. Đây là hình ảnh mua bán tấp nập tại canteen một trường tiểu học ở Bình Dương vào giờ ra chơi khi chưa bị đóng cửa. Nhu cầu ăn uống của các em là rất lớn. Phụ huynh cũng phần nào an tâm hơn khi những thực phẩm bán trong canteen có sự kiểm soát nhất định về chất lượng. Các trường kỳ vọng canteen sẽ sớm được mở lại hoặc cho phép đặt máy bán thức uống tự động trong khuôn viên trường vì an toàn sức khỏe của học sinh. Với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, trong khi đó công tác quản lý nhà nước còn những khó khăn và bất cập. Vì vậy, từ năm 2012 trở về trước, Bình Dương đã hình thành hàng trăm khu phân lô tự phát. Đây là khu phân lô tự phát nằm tại tổ 7A, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, đã hình thành từ năm 2006. Trên diện tích gần 6.000 m², đã có khoảng 80 căn nhà sổ chung được xây dựng, với mỗi căn có diện tích từ 40 đến 60 m², đang phục vụ nhu cầu cho khoảng 250 nhân khẩu, chủ yếu là gia đình công nhân lao động nhập cư. Mua nhà trong khu đất này cũng khá lâu rồi, và trong khu đất này thì hiện tại bên dãy nhà tôi là 13 nhà và ở đây có 4 dãy thì hình như cũng gần 40-50 hộ gia đình ấy. Thì đặc biệt trong này có rất là đông trẻ em đi học và phần lớn là công nhân đi làm. Gần 20 năm trôi qua, cuộc sống của người dân trong khu phân lô tự phát gần như không có thay đổi. Thứ duy nhất có được chính là hệ thống nước sạch được đấu nối đến từng hộ dân. Còn lại không có hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, cây xanh vỉa hè. Bên cạnh đó, đường điện thì như mạng nhện, luôn chập chờn vào những ngày giờ cao điểm. Đường trong khu phân lô chỉ rộng từ 2 đến 3 mét, người dân thì cơi nới, lấn chiếm. Em thấy thì thường là trời mưa vô nó ngập hả? Ngập dữ lắm. Nó ngập mà hơn nửa cái bánh xe không à. Còn gì lâu lâu á thì rất là hay cúp điện vô những cái ngày thứ bảy chủ nhật không. Là nhà cửa thì
cũng là sổ chung nhau, hai ba nhà, ba bốn nhà. Thì nói chung là giờ nhiều khi mình muốn những cái muốn, cũng người dân cũng mong muốn ra cái sổ để có những cái là mình trong cái sinh hoạt rồi là cho nó thuận lợi. Từ năm 2012 trở về trước, Bình Dương đã hình thành hàng trăm khu phân lô tự phát, nằm chủ yếu ở các địa phương như Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên. Hầu hết các khu phân lô đều xây dựng trên đất nông nghiệp, được một số cá nhân mua đất rồi tự ý phân lô bán cho người dân có nhu cầu về nhà ở. Các khu phân lô tự phát này đã và đang gây ra nhiều vấn đề về môi trường, an ninh trật tự và đời sống. Do đó, việc chỉnh trang đang là vấn đề bức thiết được tỉnh Bình Dương đặt ra trong thời gian tới. Quý khán giả đang xem chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Bây giờ là những thông tin quốc tế. Với tỷ lệ áp đảo 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Mỹ và Israel nằm trong số ít các quốc gia bỏ phiếu chống lần này. Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine. Palestine sẽ được hưởng nhiều quyền hạn hơn kể từ khóa họp toàn thể sắp tới của Đại hội đồng vào tháng 9 năm 2024. Ngay sau khi nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ngay lập tức hoan nghênh bước đi này, đồng thời cảm ơn các quốc gia đã ủng hộ. Các nguồn tin cho biết Israel đã bắt đầu tăng cường tấn công thành phố Rafah ở cực nam của Gaza sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với lực lượng Hamas bị đổ vỡ. Trước đó, Israel đã ra lệnh cho dân thường Palestine phải rời khỏi nửa phía đông của thành phố Rafah, khiến hàng chục ngàn người lại phải tìm nơi trú ẩn mới. Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến cho đến khi đẩy lùi các thành viên Hamas tại thành phố này, trong khi Hamas khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ Rafah. Nhiều nước và cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo chiến dịch tấn công của Israel sẽ làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng tại Gaza. Trong một cảnh báo mới nhất, Liên Hợp Quốc cho biết nhiều xe tải chở thực phẩm cứu trợ đang mắc kẹt bên phía Ai Cập và nếu tình hình không được cải thiện, Liên Hợp Quốc sẽ phải xem xét ngừng viện trợ cho Gaza trong vài ngày tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 5 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng. Sắc lệnh được ký sau khi Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, thông qua dự thảo nghị quyết phê chuẩn ông Mikhail Mishustin vào vị trí thủ tướng. Trước đó, Tổng thống Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, xem xét đề cử ông Mishustin làm thủ tướng. Tại phiên họp toàn thể, Hạ viện đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn ông Mishustin làm thủ tướng và gửi nghị quyết lên Tổng thống. Với việc phê chuẩn này, trong vòng một tuần, ông Mishustin phải đệ trình lên Tổng thống Putin các đề xuất về cơ cấu các cơ quan hành pháp liên bang và trong vòng hai tuần, trình đề xuất các ứng cử viên cho chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Liên bang để Duma Quốc gia phê chuẩn. Quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Philippines đang rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, ông Eduardo Ano, kêu gọi trục xuất các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines. Phản ứng trước động thái này của Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, Trung Quốc kêu gọi Philippines ngừng khiêu khích và cho phép các nhà ngoại giao Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường. Được biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines đã kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc khỏi Philippines vì cái mà họ gọi là chiến dịch đưa thông tin sai lệch độc hại, vi phạm luật pháp địa phương và các nghi thức ngoại giao. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 10 tháng 5 nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng toàn cầu hỗ trợ hành động đối với cuộc khủng hoảng khí hậu và xung đột dân sự đang làm suy yếu nỗ lực tìm kiếm hòa bình, ổn định và tăng trưởng bền vững ở châu Phi. Ông Guterres nhấn mạnh, châu Phi vẫn là tâm điểm của các trường hợp khẩn cấp về khí hậu. Ông khẳng định, châu Phi có thể vượt qua những thay đổi thất thường về khí hậu một khi lục địa này nhận được phần đầu tư hợp lý vào năng lượng tái tạo và các biện pháp thích ứng khác. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các nền kinh tế lớn tôn trọng cam kết tài trợ cho hành động về khí hậu ở châu Phi, đồng thời tăng cường đóng góp cho quỹ thiệt hại và tổn thất mới thành lập. Thưa quý vị, nhiều địa danh nổi tiếng của Liên minh châu Âu EU đã được thắp sáng bằng màu xanh nước biển và trang trí với cờ của khối này nhằm gửi đi thông điệp kêu gọi người dân EU tích cực tham gia vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra trong một tháng nữa. Các địa danh được thắp sáng có Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris, Pháp, quảng trường lớn ở Bruxelles, Bỉ,
đấu trường La Mã ở Rome, Italia, quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, Tây Ban Nha hay các đài tưởng niệm ở Croatia và Bulgaria. Theo kế hoạch, vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024, công dân của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ đi bầu ra 720 nghị sĩ cho Nghị viện châu Âu với nhiệm kỳ 5 năm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị.